Anh Bảo mà. Xin chào mọi người nhá, lại là mình đây. Đây chúng ta sẽ tiếp tục series và chơi về đối trò chân lý nhá. Rồng gì, rồng nó tùy hệ. Rồng tùy hệ chứ. Nó bán vậy là nó sai rồi đấy. Bảo ta để con gấu thì còn đét rồi chứ, cho con siêu du vào sao mà đét. Đồ thôi, đồ chuẩn của nó đấy. Đồ chuẩn nữa đó. Pháo thủ đấy, hai pháo thủ rồi, thì mình đang chơi là mình đang đi ngủ đây, cái thằng bán lại chỉ cái này mà. Thank you.
cái quyền năng khổng lồ, khá hiệu ứng phía kiếm. Mấy quanh đi quẩn lại mấy món đấy thôi. Có cái huyết kiếm thì đánh nó sống đâu rồi, chưa ra thương đâu. Ui chết rồi, mua tới cho thằng vào mà tí nữa nó đấm mình luôn. Thì khá hiệu ứng thì nó không bị hiệu ứng, vút rồng thì nó trâu. Đấu thượng long này bạn ơi, nhiều thượng long lắm, có xoay bài không? À, đây đây là cách hải hello thế. Thì ngon rồi. Nghe cũng được nhỉ. Là anh không đủ tướng à? Không đủ chỗ tướng à? Ừ. Vậy anh chọn cái lõi nó đồ nó không ngon, không ngon với đội hình đấy. Vậy phải thay bài với anh, đồ đồ đẹp thay bài thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không sao, chết càng đông càng vui. Chết, chết càng đông càng vui, không sao đâu. Nghe tanh ấy, bỏ nó một khoảng thời gian là nó hồi máu xung quanh với giảm sát thương ấy. Bỏ ra làm sao thì nó cũng tanh được, nhưng mà bỏ cho con nào cưng cưng đi. Có hộ pháp thì bỏ cho Tarik ấy, nó khá là khỏe đấy. Con Tarik ấy. Mày chơi đồ long thì mày chơi với ai chơi? Khỏe, cũng khỏe. Giờ chơi đồ long chiến binh ấy, bán đi cho nó buồn đau rồi. Chơi thì chơi đồ long chiến binh. Chơi đồ long là không chơi được rồng luôn nhá. Đấy, bạn uống hết chiến binh, đồ long chiến binh, kỳ sĩ. Chiến binh rồng không? Không, không, chơi. Đã chơi đồ long là không chơi chiến binh rồng nữa. Anh chơi cái gì hỏi làm gì? Đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Ui má nó cứ ra cái lõi này ra. Thế nào? Đọc đi. Đồ chả ngon. Nó đổ như cứt thế này. Rồi thì cái đấy là mày cứ để tướng này qua 4 lần là được tổng là 48 sức mạnh công kích, 48 sức mạnh kỹ thuật. Còn cái kia thì mua cấp. Ừ, cái làm nóng chắc ngon đấy, cái làm nóng thì ngon đấy. Lên 10 thì phải lọ lõi kia chứ không. Không. Cần ấn kích hệ thôi chứ không có tướng. Một là kháng hiệu ứng, hai là cái đại bác ấy. Nami hút máu, Nami với con Vladimir cũng hút máu. Lấy con Olaf kìa, mày lấy con Olaf đấy. Đấy, con Olaf cầm cung kìa, đây kiếm thêm cái cung nữa là có cái. Thì lắp thêm cái đại bác nữa, sau kiếm hết kiếm. Mày lấy cookie làm gì? Thank you.
này kia lo gì nữa. Chuyện này kia lo gì nữa, phải khỏe đấy nhờ. Tướng hơi cùi nhỉ. Thì bốn con đấy thôi, đủ bốn đồ long rồi, giờ kích chiến binh nữa. Con sen kìa, con sen ngon này, đấy. Đấy, có đồ sĩ luôn, đấy, kiểu vậy. Để sau giờ, cho kích kỵ sĩ cho nó trâu, cho Olaf được bổ. Ui rồi má, thằng này 7 kim long rồi này. Nó có từ nãy rồi, nó có từ nãy rồi. Có từ nãy rồi. À, thằng này 7 kim long từ sớm này, giàu quá. Cái gì? Thì bờ râu ngon hơn, bờ râu hơn hộ vệ nó ngon hơn. Đây cấp 7 mà xấu như thế thôi, chứ ai ở dưới đấy làm gì nó chật đất thế. Gần cuối là gì, không còn bao bay này. Quá hơi căng nhỉ. Đấy. Làm nóng đủ 4 vòng chưa? Từ từ đợi đồ đã. Cứ đợi đồ đã. Má nóng găng tay quá. Rồi cứ bốc hổ đấy, để làm gì làm đi. Hello. Mì. Ôi rồi đau thế. Không, mày nhận một ấn là không đủ đâu, phải hai ấn cơ, lấy chiến binh kìa, chiến binh kìa. Bỏ thì chắc là chỉ mới bỏ bờ ra ôm, con Dina thì lợi quá. Không, chắc bỏ mỗi bờ ra ôm thôi. Con Dina thì ngon, lấy chiến binh ấy. Đấy, lấy chiến binh và kích nhiều chiến binh cho nó, Ola nó khỏe. Kìa, có con nào cho chiến binh kìa. Đừng ghép con Dina ấy, đấy. Kế, nó ba vàng mà. Ba vàng mà một sao thôi, roll đi, roll kiếm cái team băng cho nó. Cái gì đây, chơi cookie rồi, chơi chiến binh rồng rồi tùm lum rồi. Ý là ở Lucky này. Thank you.
Cho anh thẻ cái, thẻ yêu cái. Quyền năng nên nó to như thế nào, thấy có thấy biết rồng ba quyền năng không? Ủa thằng nào ra mà nó chỉa phát chết mất con kia rồi. Đấy cái kia chờ đổi là kiểu gì chẳng có khung gỗ mà. Khung gỗ ghép lại bác. Cuồng long, cuồng long, cuồng long, cuồng long. Khè đó. Ba cái quyền năng khổng lồ mà. Ba quyền năng khổng lồ tao chưa. Ủa cái mày roll được 7 à? Cái mày roll được 7 à? Roll lát à? Quý hả? Đủ rồi, đủ đấy. Phần thế thì thế cứ xăm soi ghê. Thế soi, soi hơi nhiều đây nhá. Đấy là thế soi hơi nhiều nhá. Thank you.
Ui rồi. Ui cũng lòng dưới. Ui pháo thủ mạnh quá chết rồi. Ui ngồi rồi mà. Yếu quá, hồng chết rồi, chồng chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Từ 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 từ. À, thiếu đau quá. Đây rồi, thương lòng, bà đảo vui với chồng anh. Vui hơn. Anh bảo ai gì đó chưa? Anh có hành gì đó rồi không? Anh ấp lên đi, anh ấp lên đi, ấp lên đi, chính khỏi ông bà ra. Con Nunu cần gì mà? Anh ấp lên đi, con Nunu chắc rồi anh. Cho cái ý tưởng hay không? Nunu á? Cho đây con DNA đi, cho con DNA cái đấy sau khi bên dưới đấy. Ừ, bài thằng nào cũng mạnh rồi. Tiền thì cứ để đấy thôi, giờ lên cấp cho kỵ sĩ vào này. Tiếp cho lên 4 cho khỏe. Thế được khè hải nữa, hải sắp chết rồi. Kè hết. Sao đâu em, trả giá sẽ trả giá bằng máu còn tiền mặt. Kè hết, kè hết, kè hết. Em ADS mày anh tôm kìa. Đồ long của mày gây sát thương lên rồng khỏe lắm nhá. À, chết mẹ rồi, con nó bổ lên rồi. Đấy, bổ tí chết trong rồng này. Lát ba rửa tích này và là bên thằng bạn đưa rồng gặp mày. Bán ra đi làm, 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 bán ra đi làm,
nó bắn lạt đấy là chết đấy. Vừa rồi nó mà bắn là chết ạ. Ừ, có cái lốc con. Hả? Má nhảy không dính nó dầu thôi. Nào vẫn ổn, vẫn ổn. À, lên được con rồng. Lên được con rồng 2 nữa là đẹp. Má nó không lên rồi, chết mẹ rồi. Đoàn ơi, tha cho người anh em đi Đoàn. Tha cho người anh em đi Đoàn. Tha cho người anh em đi Đoàn. Tha cho người anh em đi Đoàn, đi. Thế sống lâu thế thế rồi. Cô đang phải uống tới 4 hả? Nãy đi kêu like. Đúng rồi thế. Hay rồi. Hay rồi thế. Đẹp rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Không sao, không cần khạc đâu thế rồi. Không sao thế. Vậy là đẹp rồi thế. Đấy, rồng hải bay lên rồi, thế sẽ làm gì đây? Không sao, không sao. Ôi, chết luôn đi. Không. Ừ, nhà này thì ba sao này có diệt đâu. Ừ, má muốn một thịt cho. Để mẹ bốc đồ. Hay rồi, xấu rồi. Lốc chiếu là chỉ có dính rồi, là chỉ có xấu rồi. Đẹp rồi. Đẹp rồi.
sao rồng bay ngu ấy nhở? U rồng bay ngu ấy nhở? Không, được. Sao mà xong đôi? Mấy một. Mấy một. Rào đánh quái thì nó ra đồ đúng đẹp luôn. Thì bằng nữa. Vừa đái lên. Không có. Bạn quyết định không cho ra xua hóa hình đấy, không cho ra xua hóa hình lên. Con nào? Chính định này, cho hồng trái. Dài rồi. Thấy con nào đấy? Thấy con đồng ngắn to. Dài rồi. Thấy ra xua à? Thấy ra xua rồi. Con đồng ngắn to. Đồng nhìn ngắn to nhỉ? Có gì ăn xuống chứ? Ủa? Chúng ta lấy đồng. Đấy. Dí cơ. Không, xảy ra có vút bẫy rồi. Yếu ta, xảy ra có vút bẫy. Ui, má, hay thế. Bên kia sẵn sàng chưa? Thế ơi. 2, 3.
chưa úp video. Thì có dầu anh chưa? Bạn có sẵn video đấy không? Có. Đặt lịch cho ngày mai luôn. Lời. Rồi. Rồi. Có. Không, quả đấy bạn nó ngồi gần biết mà anh đang roll nhưng mà không để ý, không có đâu xem bài đâu. Không không, tao đổi ngược lại mà chứ đâu nhìn bài đâu. Nhưng mà cảm giác là không. Bạn. Cảm có nhìn bài đâu. Má tí nữa thì lên ngựa ba. Mấy cái hai con hai sao đã lên ba. Hai con hai sao mới có máy mà bảy con với một cái có cái máy rồi. Máy gì? Cái máy nhân bản. Cái Neko ấy, gọi là cái Neko ấy. Cái này vui đó, tập hàng hơn. Tải gì đấy? Em tải gì đấy ta? Tiếc cái top 2 rồi, sao mà cố gắng đấy. Tiếc cái top 2 rồi, sao mà cố gắng đấy. Ý nó... Ý là nó ghép lại xong render ra thì mất bao lâu? Có biết đâu mà phải được nhanh. Hỏi đoán. Golden thế thôi. Dính rồi. Mới chơi được chứ đâu phải muốn chơi đội gì mới ra đó. Có mấy hả? Thì có mở nhưng kiểu như có mấy hồi nói tắt mấy rồi. Ngọc Long. Ôi trời ơi.
Bạn không lui ra ca rồi. Đang bớt lên rồi. Úp lên Google Drive á. Úp lên Google Drive thì tầm được bao nhiêu cái? Mấy? Hai mấy cái á? Châu thì ai châu ở đây?
không trâu thì ai trâu nữa, cho anh đánh, đánh yêu thôi. Yêu đánh lại bạn đây cho rớt tiền thôi. Ủa gì đây, sức mạnh khổng lồ à? Cái này chơi đấu sĩ ngon này, cái sức mạnh khổng lồ cho đấu sĩ ngon này, cái bài si phen hôm nay anh chơi ấy. Em đây là sức mạnh khổng lồ đó, cái bài si phen hôm nay anh chơi ấy, cái bài đầu tiên có con rồng ám long cứ bổ vào mà đấm ấy. Ừ, có không con nhảy vô chém thôi, con đen đen. Ồ, thằng đoàn, thằng đoàn nó ôm một đống rồi anh ơi, chơi. Anh chơi. Hả? Cái gì? Sao Tân? Sao? Cái gì mất tiêu? Ừ, con rồng đấy, có cái sức mạnh khổng lồ chơi mấy con đấu sĩ ấy, chơi con đấy không? Ừ, em thì em chọn ấn đấy mà, em chọn ấn sức mạnh khổng lồ này. Tưởng đấu sĩ nhận được sức mạnh công kích tương đương với 1.5% máu kìa. Thế bị bắt bài rồi. Ừ, đấu sĩ đấy. Thì em bắt cái ấn đấy để chơi đấu sĩ mà. Ơ kìa. Không. Đi cùng đau. Đau vô cực gì đấy. Thì còn mấy đồ đam ấy. Mấy con có hệ đồ sĩ bắt hết rồi. Má bị thằng Luzaka đấm rồi, hai thằng trùng bài nhau mà nó đấm mình rồi. Má nó lời cái lõi. Chưa linh kìa. Đấy, ừ. Lấy cái đấy cho con tanh khỏe cực luôn. Cuồng đao anh, cuồng đao vô cực vô hết kiếm diệt khổng lồ gì cũng ngon đấy. Mana không anh, con đấy mana thì không cần lắm. Mana không cần đâu anh, có con Sona thì nó cần. Em chơi thì không cần, chứ mọi người chơi sao thì cũng được.
người gian ghê bây. Không sẽ không, anh chơi phá thủ thì không cần lấy đâu anh. chịu rồi cười sướng luôn. cười thỏa mãn. Lắm đồ quá mày ghét gì đây. Hai con Sena đã tanh mày không đủ đâu. Đấy, thằng nào đó. Ui má. Mày đủ đồ mẹ rồi. Từ từ đợi đánh sói đó, từ. Ui rồi ai chưa phá thủ bạn lấy hết rồi đâu, nó có đủ rồi, Sona các kiểu có đủ hết rồi đâu nữa. Má một đống cung luôn, what the hell. Chết mẹ rồi. Từ đó, từ. Con co mà lấy Sona thì hơi thiệt đấy. Con co ở bên này nhé. Lấy đồ đang này. Lấy cho nó Soji, cho nó Soji. Không Sona, cho Sona Soji rồi con kia con không đợi. Cho ba tay công lý với giao điện luôn chứ giờ yếu máu rồi. Ừ.
yếu máu quá rồi, giờ sao đợi được nữa. Phá thủ clear nhanh lắm, khỏe nè. Con Hecari mấy đấy, nãy đấy Hecari 2 mà. Thì để đấy, cứ để đấy đó. On thì nó kích tí đấu sĩ với mấy Hecari đang vào cũng châu. Má lắm đủ thủ quá, chết mẹ. Quên lắm rồi, lắm đồ đam. Không, trang bị đầy đủ là chỉ hai thôi. Đấy, 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 cái đấy. Không nhắc là hai con đứng gần nhau à? Không, 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 nó kích hệ là nó cộng đam. Mà em hết lõi ngon rồi, cái kia là tăng mana. Cái trang bị đầy đủ là... Để lấy đồ ra, xử lý. Cái cung má đủ hít kia bánh tráng với tao, hít kia bánh tráng với tao, hít kia bánh tráng. Ui rồi con ô lắc, ui rồi ô lắc, ui rồi. Đòi lấy đồ. Là con rồng đánh tay thôi, không khạc lửa đâu, đừng mơ mộng về nó nữa. Rồng khạc lửa con 10 vàng cơ, mà con cuồng long cơ mà. Super gấu. Super gấu.
kép yến này làm gì? Cay thế. Đó, phải đấm thế nó hả dạ đó. Bị đấm rồi. Quá đồ dở quá. Phải lâu lắm rồi. Phải nói là sao? Không 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 lấy. Con xin phép thiếu đồ, tìm đồ cho nó đi. Mày lẻ con cái gì đấy? Nếu thôi vậy đổi đi, đổi đi. Đổi tiếp. Má đồ con đổi tiếp. Tiếp luôn. Cứ đổi đi, đổi tiếp, đổi tiếp. Cái này thì ngon này, có huyết kiếm mà cứ thôi lỡ rồi phải lấy đi. Cho nó cái huyết kiếm ấy, một cái mảnh với một cái váy. Đấy đi. Lấy kiếm với váy, kiếm tử thần bỏ vô con si phen luôn. Rồi cho nó một cái kiếm với mảnh váy, lấy hết kiếm á. Ừ. Hết rồi, còn gì nữa mà. Gần thôi chứ nó không nhảy gì đâu. Không không gần gì. Em xem bước em xem cho nó ở chỗ nào mà nó gây choáng đấy. Kiếm chứ, ok, nãy chưa bỏ à, bỏ thành huyết kiếm mới khỏe được, đồ con đấy phải có huyết kiếm. Ừ, phải có phải bỏ. Em thiếu một đồ tốc đánh nhưng mà giờ hết đồ phải chịu rồi. À đây, bà ai đây? Luka. À, anh em mình lại gặp nhau à, ra lưu võ thuật tí nào ta được. Nói chung là đồ của con xin phép giống như hệt đồ của con gấu của anh á, đồ chuẩn của nó đó. Lô cái gì?
gì đấy, cái gì đấy, dãy hơi lâu đấy. Thế là thì dãy hơi lâu đấy. Đó, phải lấy hai lỗ khác rồi. Anh làm dãy hơi lâu rồi đấy, thế. Set on đâu hết rồi. Chỉ một con thôi, chỉ một con kích, chỉ một con để kích điện thoại nào. Hả? Ờ, bỏ xi lát rồi xếp nó ngang ngang bằng với con xi thang, xếp nó cạnh con xi thang. Ờ, bọn kia giành hết bài anh Tôm luôn rồi, má bọn này láo thật đấy. Thật. Dạ, chịu anh ơi. Chơi thượng long thì thế lấy, chơi pháo thủ thì đoàn lấy, chịu rồi. Nó bọn này chơi game kiểu gì không biết. Chịu rồi, chơi thế chịu rồi. Cũng được, lát mấy, cóc mấy. Ờ, thay ra. Dậy đi đâu? Dậy đi đâu? Má con cháu lát đồ phía trường sáng này. Ui ôi, má Michael Bay nhảy liên tục này. Má cô bài, cô lát chúng tôi. Nãy là con rồng khác rồi. Ủa sao nó chết rồi? Ủa sao nãy làm gì mà nó chết rồi? Ủa sao nãy làm gì nó đang sống khỏe, nó đang sống khỏe mạnh mà sao nó lăn đùng ra chết này? Con cóc kìa, con cá chê đấy. Đấy. Ui đồ đam ngon đấy. Đồ này thì chỉ vứt cho con chít thôi. Chít hoặc thì chít hoặc con gì đấy thôi chứ biết sao được. Từ. Ờ thôi vứt đi. Chưa vô cửa. Ủa, mất đâu một món đồ rồi. Ra đi xin bluetooth của ai đây, né xa Hải ra, thế đừng bắn nữa, thế đừng bắn nữa, thế bắn không thấy gãy cung chưa. Không sao, úp đét rồi.
Hello, lên em. À, bài mày khỏe quá. Không chịu nổi luôn, nó phá thủ, nó đoàn mạnh quá rồi. Đi rồi, đi rồi. Con này phải có thần thoại đấy. Con này phải thần thoại mới ra. Sắp chết rồi, bài không. Không, bài có thằng đoàn mạnh thôi. Đây rồi. Ồ, pháo thủ chơi không lại pháo thủ. Bạc vô là đẹp rồi.
con bạc đây này, con ba này này, nó bí ẩn các kiểu luôn. Ôi con cookie với sô na ghép bạc vô ngon lắm. Tầm này thấy nổi không? Chỉ có những người ở dưới đáy xã hội tao mới được zone ở 8 thôi. Ôi chết mẹ rồi, tự đưa đầu vào trong lốc rồi. Đi chim chi là tỷ của hải, nó nãy nó ra nhiều cung quá chịu, không biết làm gì rồi. Ra một đống cung luôn đấy. Ăn đá ở đâu à? Không, thằng kia tao giết mà, thằng kia đâu ăn được tao đâu. Chiến đây. Chiến vậy. Chơi mà. Chơi 2 trận đấy, 3 hồi trận thứ 3. Hả? Đấy, cho lúc kia kẹp đúng mấy cái. Rồi. Chơi xong thì chưa biết hội đội hình như thế nào. Em đi đồng trò, phải như nó hấp tấu kìa. Ờ, không. Anh chưa biết gì luôn. Chơi cả thủ này, chơi cả thủ này. Rồi video kết thúc ở đây nhá mọi người ơi. Hẹn mọi người buổi livestream tiếp theo nhá. Cảm ơn mọi người.